Dù liên tục giữ vị trí xuất khẩu hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua, nhưng ngành điều của Việt Nam vẫn đang ở trong tình trạng thiếu ổn định do phụ thuộc quá lớn vào nguồn điều thô xuất khẩu. Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn như hiện nay, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định ngành nông nghiệp sẽ quay lại tập trung phát triển cây điều, làm sao đẩy nhanh sản lượng điều trồng trọt trong nước. Tuy nhiên, việc tập trung này có sớm tạo được những bước tiến đột phá cho ngành trồng điều trong nước hay không? Còn những trở ngại nào cản đà phát triển này? Thì xin mời quý vị theo dõi một số ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Ngành điều lần đầu gia nhập vào câu lạc bộ xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam vào năm 2010. Và kể từ đó, ngành chế biến và xuất khẩu điều của Việt Nam đã có những bước tiến nhanh chóng. Đến năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của ngành đã vượt 2 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong năm 2015, xuất khẩu điều của Việt Nam đã tăng gấp 1,6 lần so với mục tiêu mà Vinacast từng đặt ra cho năm 2020. Như vậy, từ một loại cây xóa đói giảm nghèo, do thích hợp với cả những vùng đất khắc nghiệt, cây điều đã vươn lên hàng top trong danh mục xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh xuất khẩu nhiều loại nông sản đang gặp khó khăn, thì cây điều lại càng sáng giá. Trước kia chương trình Bắc Đồng Chí Nguyên trồng xanh, trồng củ xanh đất đống đối trọng, từ năm sau giải phóng anh ạ. Thì toàn ở cái nơi mà khô cằn đấy, cho nên Bình Phước là toàn nơi mà nó là treo leo thứ, nó phải vươn lên như thế đấy, lúc giờ là thu là kết hợp thôi, nhưng bây giờ nó trở thành cái cây hàng hóa có trị giá trị. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển điều bền vững mới đây, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ quay lại tập trung phát triển cây điều. Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn có xu hướng tăng, việc chuyển đổi này lại càng được coi là phù hợp. Chúng ta cũng đã thấy là những thiệt hại do thiên tai, do hạn hán, rồi xâm nhập mặn thì đã gây ra nhiều thiệt hại trong cái sản xuất nông nghiệp. Chúng ta có một cái điều kiện để phát triển, xem xét các cái cơ cấu cây trồng, thì trong đó thì cái cây điều phải nói là một trong những cây mà có điều kiện chịu hạn khá tốt. Do vậy mà trong cái điều kiện biến đổi khí hậu thì việc thúc đẩy phát triển cái sản xuất điều cũng là một trong những cái vấn đề tái cơ cấu mà chúng ta đang hết sức quan tâm. Theo phân tích của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, hiện ngành điều đã có nhiều ưu ái, như có hẳn một trung tâm nghiên cứu rộng 35 hectare tại Bến Cát, Bình Dương, được hỗ trợ những vườn giống đầu dòng tại một số tỉnh có diện tích điều lớn. Ông cho rằng khoảng cách năng suất giữa các vườn điều còn rất lớn, có những vườn điều có năng suất lên đến 6-7 tấn một hectare, đồng thời có những vườn điều năng suất chỉ vài chục tạ một hectare. Như vậy còn khá nhiều cơ hội để đẩy nhanh năng suất. Đấy nó cả hai, một là chúng ta phải gia tăng thêm về cái điều kiện, cái diện tích mà có thể trồng được hay là nên trồng điều, và thứ hai là năng suất chúng ta ít nhất bình quân 2 tấn đi. Đấy ạ, còn từng bước phải lên 2 tấn 2, 3, 2 tấn rưỡi, ví dụ thế. Thì ta cộng tất cả cái đó lại thành 1 triệu, và ngành điều chúng ta phải nhập thêm 1 triệu một tấn nữa, đúng không? Để chúng ta là quốc gia điều, nhưng mà nó phải cả hai. Tuy nhiên, mục tiêu mà ông Doanh đưa ra có dễ đạt được hay không? Khi năng suất trồng điều bình quân của Việt Nam dù tăng đến 10% mỗi năm, nhưng cũng chỉ mới đạt 1,32 tấn một hecta vào năm 2015, riêng sản lượng đạt 400.000 tấn. Ngay cả đề án phát triển điều đến năm 2020 cũng chỉ đạt mục tiêu ở mức tương đương thực tế này. Theo phân tích từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thì mục tiêu này có thể còn rất lâu mới đạt được, bởi dù đã vươn lên thành ngành xuất khẩu chủ yếu, nhưng cây điều vẫn chưa thoát khỏi những tập tính của một loại cây xóa đói giảm nghèo. Nói như vậy là vì cây điều vẫn còn được coi như giải pháp cuối cùng cho những quỹ đất khó canh tác những loại cây khác. Đơn cử như Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương đang có trên 10.000 hecta điều. Nhưng đại diện ngành nông nghiệp tỉnh này cho biết diện tích này sẽ phải giảm xuống chỉ còn 7.000 hecta vào năm 2020. Lý do đơn giản là địa phương xét thấy lợi nhuận mà cây điều mang lại không bằng những loại cây khác. Cây điều nó không có cạnh tranh được với các cây trồng khác, hiệu quả kinh tế thấp. Rồi người dân là trồng điều ở những cái vùng mà không thể trồng cây khác, ở những vùng thiếu nước. Cho nên là cái chuyện mà đầu tư nó cũng không có đầu tư, cho nên là năng suất thấp, hiện tại là năng suất thấp và thậm chí cái giá cả không ổn định trên thị trường, cho nên cái xu hướng là họ sẽ thay thế cây trồng khác. Không những khó mở rộng diện tích, ngay tại thủ phủ của cây điều, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết vấn đề tăng năng suất cũng gặp khó khăn vì đầu tư cho cây điều vẫn còn hạn chế. Khó khăn nhất bà con nông dân mình trong cái việc không cần cải tạo giống điều á, là cái việc thời tiết biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng tới cái mùa vụ của người bà con nông dân. Ví dụ đầu mùa cái bón phân chăm sóc, nhưng mà tới cuối mùa thì khi mưa xuống thì nó làm khô bông điều, bà con mất năng suất mà bà con không chủ động được, cho nên bà con giảm cái tin tưởng vào đầu tư, cho nên bà con đầu tư luôn luôn ở một cái giới hạn, cho nên trong cái việc áp dụng không canh nó cũng khó khăn cho bà con nông dân.
Ngoài ra, yếu tố còn lại giữ người nông dân lại với cây điều là giá cũng không mấy hấp dẫn. Theo số liệu của Vinacast, giá mua điều thô trong nước tăng khá nhanh trong những năm gần đây. Cụ thể, giá mua bình quân trong năm 2015 đã tăng 20% so với năm 2014. Dự báo, giá mua điều năm nay có thể tăng đến 30% so với năm 2015. Tuy nhiên, mức giá này có được là do vụ điều thế giới bị mất mùa. Trong những năm được mùa, điều thô trong nước bị cạnh tranh rất dữ dội từ điều thô nhập từ châu Phi. Do đó, muốn xây dựng giá điều ổn định thì ngành điều phải đối mặt với một thách thức còn lớn hơn là làm sao xây dựng được thương hiệu cho hạt điều Việt Nam. Cái giá mua nông dân thì lại được hình thành trên cái cơ sở là cái giá quốc tế về hạt điều. Thế mà muốn có cái giá quốc tế hạt điều ổn định ấy, thì như là một cái đề án của điều đang làm ấy, tức là phải xây dựng được cái thương hiệu mạnh, phải có những cái doanh nghiệp mạnh trên thị trường. Ngay cả khâu liên kết giữa người trồng điều và doanh nghiệp cũng còn rời rạc, từ đó mất nhiều chi phí cho các khâu trung gian. Vì hiện nay là cái việc mà tranh mua tranh bán nó xảy ra trên thị trường của Bà Rịa Vũng Tàu và đa số các tỉnh khác là cái việc không có sự liên kết, không có cái ký hợp đồng giữa cái người trồng điều và cái doanh nghiệp, mà cho nên hoàn toàn quyết định cái diện mà thu mua do thương lái quyết định hết, cho nên người trồng điều bị ép giá chẳng hạn, thì cho nên là bị thiệt thòi. Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết đang xem xét gói hỗ trợ trị giá đến 70 tỷ đồng cho Bình Phước nhằm hỗ trợ công tác khuyến nông và tăng năng suất cây điều tại địa phương. Ngoài ra, trong năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cam kết sẽ tiếp tục cấp cho Hiệp hội Điều Việt Nam 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội.